Xin chào bạn, chào mừng quay trở lại kênh Thuật Máy Tính. Video này tôi sẽ hướng dẫn qua là cách thực hiện khôi phục hạt gốc về trạng thái sửa ban đầu của máy Samsung Galaxy M11. Đây. Trước khi thực hiện thì ta phải xóa lưu danh bạ, tin nhắn này, ảnh video, những thứ các bạn cần thiết vào thẻ nhớ máy tính hoặc bộ nhớ đám mây. Vì khi thực hiện xong thì máy sẽ xóa toàn bộ và chúng ta không để khôi phục lại nhé. Để thực hiện thì đầu tiên ta sẽ vào cài đặt. Ta sẽ kéo xuống, ta phải thoát hết tài khoản Google hoặc các bạn phải nhớ nhé, không thì nó sẽ bắt các bạn bypass hoặc tài khoản Samsung nhé, thoát hết tài khoản nhé. Rồi, ta sẽ vào quản lý chung này, ta xuống chấm vào dòng đặt lại đây, ta chọn vào khôi phục cả gốc. Rồi, ở đây nó nếu mà có tài khoản Google hoặc có tài khoản ấy nó sẽ hiển thị ở đây, và ấn đặt lại. Xóa hết, các bạn phải tháo thẻ nhớ ra nhé, vì khi nó thực hiện thì xóa thẻ nhớ thì nó sẽ đặt lại nhé. Các bạn ấn xóa hết này. Bây giờ các bạn đợi khoảng 3-5 phút nhé. Sau khi bạn đợi 3-5 phút thì máy sẽ hiển thị chào mừng. Các bạn có thể để tiếng Anh nếu bạn sử dụng. Tiếng thì các bạn bấm và chọn tiếng Việt, họ đợi một lúc nó sẽ tự động về tiếng Việt nhé. Đấy, các bạn sẽ ấn bắt đầu này, tích và tôi đọc tiếp theo. Về phần mạng thì nếu không chữ bỏ qua đây chắc chắn bạn sẽ bị tài khoản Google hoặc tài khoản Samsung nhé. Bỏ qua này, cái này thì bạn ấn không sao chép cho mình. Tiếp, xem thêm, chấp nhận này, bảo vệ điện thoại các bạn bỏ qua, tạm thời bỏ qua cho mình. Cái này thì các bạn bỏ tích cho mình đi nhá, vì nó đã ứng dụng vơ và vẩn. Ấn tiếp theo cho mình. Samsung account thì ta bỏ qua. Bỏ qua này, hoàn tất, xong. Như vậy là mình vừa dẫn các bạn thực hiện khôi phục cả gốc về trả lời xuất xưởng của quả máy Samsung Galaxy M11. Chúc các bạn thành công, có như like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Chào các bạn.